Misa. Vận động viên còn rất trẻ, chắc là chỉ tầm khoảng 24-25 tuổi thôi. Và lão tướng Bozgrad thì đã 51 tuổi rồi. Thế mà lại ra ngoài trông rất là ao diệu ạ. Những quả đầu tiên lại rất là phấn khích rồi. Ở ngoài có những lời nói càng thế mà còn bàn hỏng rồi. Rồi cái quả gạt bóng của lão tướng. Không biết là xoáy gì luôn, bóng nó đi rất là lắc lắc. Không biết phải làm gì về cái quả đấy. Bạt lại thì ra ngoài, giật thì rút. Được rồi, cắt người vận động viên gai thì chết rồi. Và 3 điểm rồi, 3 điểm dành cho Philippines, khởi đầu rất thuận lợi. Giật tiếp, ôi quả giật. Vâng, bên Philippines thì không thể nào mà có quả giật phải mất bóng được. Rồi, phòng thủ cắt tiếp. Ôi bóng thế vẫn ôi nặng như chì luôn. Cắm đầu giật là rút ngay. 4-0, 4-1 rồi. Vâng, xem rất là giải trí ạ. Một trận đấu mang tính giải trí rất cao. Ôi mà điên rồi. Đội của Singapore có thể làm quen với lối đánh này không? Hai đồng hương của hai anh đã bại trận trước đôi thủ này. Có vẻ như là Ethan bảo là rất chán trường với cái quả giật vừa rồi của anh. Anh không hiểu sao lại giật hỏng được. Nhìn bóng như thế mà lại rất là biến hóa. Cắt rồi giật tiếp này, giật moi lên là chết rồi. Ôi. Thủ tiếp hay quá Misa, cả nhà thi đấu cổ vũ cho đội của Philippines. Cố lên gấu Misa, cố lên. Vâng, có một điểm nhấn của đội Philippines là vận động viên Misa có khả năng giật bóng quả chuối. Nó là một điểm khác biệt rất lớn vì đôi Philippines không chỉ có biết là phòng thủ đâu, họ còn có thể tấn công lại được. Rất bất ngờ ạ. Misa đang rất sung sức, rất tự tin. Bạn có chịu thật đấy. Ôi rồi, ý nữa là Bozet đang cũng pha đột xuất ăn điểm thành công. Yeah, Philippines go for goal. Misa playing exceptionally well in this match. Một quả cắt có vẻ hơi khác một tí. Gardens có vẻ đang có một chút chấn thương, anh đang bị đau vai hay đau lườn gì đó đã cần phải sự hỗ trợ của nhân viên y tế. Không biết là anh có thể đủ sức để mà chống chọi với cái lối này không? Rất khó chịu. 8-4. Yes, it's very uncomfortable with the defending star of the Philippines doubles. Hey.
cắt ra ngoài. Một chút may mắn cho đôi của Philippines, à đôi của Singapore, xin lỗi. Thật ra mà thường thì các cái giơ thủ là sẽ không sợ những cái quả mà bon lưới như vậy đâu. Giật hay quá Misa, giật bóng vòng cung xoáy ngang thẳng vào bụng của Ethan, bị ăn xoáy bung ra ngoài mất rồi. Đôi già đôi trẻ này phối hợp với nhau rất ăn ý ấy. Bên Singapore có một ông già nhưng mà chính là Gao Ninh, nhưng mà anh đang ngồi ở ngoài làm huấn luyện viên. Có vẻ như bị tâm lý rồi, không biết là do tâm lý hay là do bị chấn thương đây. Với một pha giật ăn điểm trực tiếp của Bisa. Và Philippines đã ăn được, giành được set đầu thứ nhất với cách biệt là 11 năm ạ. Go Philippines, they won the first game. Bisa is on fire. Yes, everyone in the stadium is cheering for Bisa. Bisa the beer. Fantastic. Đội của Philippines chơi rất nhịp nhàng. Philippines có một đội ngũ của nước nhà sang cổ vũ cho họ rất nhiệt tình, và tiếng hò reo của họ còn vang khắp nhà thi đấu luôn. Yeah, thank you. Set đầu thứ hai rồi. Gonzalez, quả cắt của Gonzalez bóng ra ngay mép xanh của bàn, khó chịu. Really great. Ôi, cắt mẹ nghe sát. Ôi đồ dân, cắt tiếp, ôi không được. Tí vào mép xanh rồi. Vâng, thì tưởng là lão tướng Jose có những pha đối giật rất bất ngờ. Go Philippines. Go Misa. Một quả rất khó chịu, vẫn cắt vào được. Ôi, chịu luôn. Quả đấy phải cực kỳ nặng đấy, những quả mà bóng gai mà cắt nó gần lưới như thế thì không ai dám giật đâu. Bóng xa sát mép bàn mà giật nó còn rúc nữa là bóng gần lưới như thế. Ôi, quả đẩy khó chịu thật. Hơi tiếc cho Misa. Quả đẩy bóng lắc ra hai góc rất khó chịu của Gonzalez. Vận động viên bên Singapore có vẻ tên là Ethan Paul. Ethan Paul. Một pha đối rất hay của Misa. Chủ công trong trận đấu này, chủ công của đôi Philippines là Misa.
The score is 3-all, and the Philippines team is leading by one score, 1 point. Yeah, there are three scoreboards in the far corner. Ôi, ôi, cắt tiêm vào, rung này. Lôm lên, giật tiêm, ôi xong rồi. Vâng, đội Singapore đã rất là bền bỉ. Họ không dám giật mạnh là rung ngay. Bên mình đưa bóng vào để chờ cơ hội, có khoảng trống của bên đôi Philippines hở ra là họ kết thúc. Đánh đơn là 7 rưỡi tối nay ạ. Rèn tay một tí thôi là chết. Rất là ức chế ạ. Bây giờ giật mạnh tay cũng giúp, mà giật rèn tay thì lại cũng giúp. Khó chịu quá. Yeah, thank you Gigi. We can all see the scoring board now. Cắt lụ. Ôi hay quá. Vâng, một pha kết thúc rất là tốt của Clarence. Cần Chu. Cho Gigi. No, sorry. It's not Clarence Cho, it's Cho Gigi. Yeah, we are in set 2. Philippines won set 1. Vâng, đội của bên Singapore đang rất là quyết tâm và đang có một sự bứt phá. Họ đã dẫn trước 2 điểm rồi. Philippines cố lên. Singapore cố lên. Vâng, quả flick trái hiểm hóc. Và như cái lối đánh tấn công hiện đại bình thường là không áp dụng được với cái lối gai này. Rất khó để flick, rất khó để mà tấn công bình thường được. Ủa, chết tôi cao chết ngay. Vâng, một quả keo láo của lão tới Vosalet. Cứ tưởng là ông sẽ bạt phát hết bóng rồi không vậy. Xoa nhẹ một cái thôi, thế là đủ ăn điểm rồi. Lú thật đấy, lối đánh lú thật đấy. It's very awkward, but effective. Yes, this defending star of the Philippines teams. Very uncomfortable for these opponents. They can't use their normal attacking style. But however, the Singapore team is taking it more seriously now. They are ready to take the second set. Hey, thank you. Hey, the scoreboard is in the far corner. It's the black board with the white number. Vâng, bên Singapore đang rất rất
rất là quyết tâm, họ quyết tâm ăn lại sách này. Đánh với Gai chỉ cần sơ hở thì thôi là có thể mất liền hai điểm này đấy ạ. Chúng ta cũng chưa biết được đâu, chờ xem. Giao trái rồi, xoáy, ôi giật xoáy ngang mất, kê không kê bình thường được là ra ngoài ngay. Khó chịu thật đấy. Quả đấy lại rất khó tấn công mà nếu mà cắt lại là sẽ bị vô ra đá quyệt ngay. Time out for Singapore. The score of the second set is 8-7. Leading by Singapore. Vâng, chúng ta trở lại sau tham gia của Singapore. Đấy, chờ xem đôi Philippines có lội ngược dòng được không. Gai là chuyên lội ngược dòng đấy ạ. Bất ngờ thật, hất là chết ngay. Không dùng cái kiểu hai chú chó Philippines đánh rất là ăn ý, rất cháy. Cắt tiếp, ngỏ lại thôi, ôi ngắn, ôi rất thông minh. Cái tham rất là thông minh, khéo léo, anh ta quả đấy mà giật thì rất là dễ hỏng nên là anh trả lại. Bắt cho Misa, gấu Misa phải tiến lại gần bàn. The women's doubles final is completed. Sweet Thailand is the champion. Vẫn chưa, ôi, tưởng là hết rồi. Hơi phí. Game point for Singapore, 10-8. Vâng, Singapore đang có điểm game point đầu tiên của họ. Hai điểm sẽ nên là do Philippines giao bóng, chưa biết được là sẽ. Tiếc quá, một chút là lưỡng lự của Gonzalez và set 2 đã thuộc về Singapore. Trận đấu trở về thế cân bằng. Yeah, so Singapore won the second set, bringing the game to the start. Yes, maybe the Singapore team is getting used to the defending style of the Philippines. The third game, the third set will be an important one. Who wins this and most likely be winning this match. Yes,
Misha, we need to use his forehand attack more often. They cannot get, they cannot let the Singapore team attack. Một pha rất là ngả người, giật phải của Misha, đưa bóng vào bàn. Bóng xoáy khó chịu. Rất chậm rãi, lối đánh rất chậm rãi, không vội vàng thế nào, khiến cho cái bên Singapore lung túng. Nhấc hơi cao tay, bóng ra ngoài mất rồi. They have to win three sets. Cắt tiếp, đưa vào bàn. Hơi dán rồi, Misha hơi dán rồi. Đúng ra quả đấy là anh sẽ phải giật xoáy ngang vào bàn. Cố lên nào Philippines. Lên nào Philippines. Rồi Philippines bắt đầu hơi luống cuống rồi. Bên Sinh đang rất là sung. Bắt đầu vào tay rồi, bên Singapore là đang giật tấn công rất là chuẩn rồi. Hay quá. Ôi, quả rất khéo của Ethan Paul. Bên Singapore không tấn công vội vàng nữa rồi, anh đang đánh rất là bình tĩnh. Năm một rồi, set thứ ba này có vẻ rất bất lợi cho đôi của Philippines. Chưa biết ở đâu, Philippines cần phải khó hơn, chỉnh chu hơn. Ôi cao quá, chết rồi. Chết rồi, 6-1 rồi. Rất là không thành công, đội Philippines giật rất mạnh, rất nhanh. Cắt vào, ôi. Vâng, một pha cắt ăn điểm của Gonzalez. The 5 points ahead. It's gonna be a very difficult set for Philippines. Cắt. Nét lên, cắt tiếp. Đánh. Vâng, Misha có một pha phản đòn xuất sắc ạ. Một chút may mắn nữa. Hai chú cháu Philippines này có vẻ đánh gai thủ. Chỉ có cắt thôi, chỉ có cắt xa bàn thôi. Em nghĩ là gai thủ đấy. Chứ anti thì không phải đâu.
Misa có quả giật rất khó chịu ạ. Bóng nhảy khôn lường. Misa needs to use his forehand attack more often. His trajectory and spin is very hard to read. Seven to three. Ôi, nhẹ nhàng, ôi đưa vào không được rồi, đúng rồi, lối đánh Singapore đánh đúng rồi đấy. Nhả bóng thôi, bởi vì hai vận động viên sinh Philippines là có xu hướng lùi xa bàn phòng thủ. Chỉ cần bên sinh có bò không đánh nữa thì sẽ rất là bí. Không bóng để mà cắt. Bàn thì chết ngay. Vậy Lao Ninh chỉ đạo rất là tốt và Lao Ninh chỉ đạo rất tốt. Học trò của anh đã làm chủ lại thế trận rồi. Rất là khó cho đôi của Philippines. Không hề nao núng trong đòn tấn công của Ethan. Ba rồi. Vẫn còn ạ, à, bà tiếp vẫn còn. Tí. Khó quá. Khó quá rồi, 13 rồi, game point rồi. Không còn cơ hội cho Philippines nữa rồi. No chance for Philippines in this game. Down to 7 points. Một chút cố gắng của Philippines đã gỡ lại một điểm, vẫn còn 6 điểm nữa. Quả đầu vê nhẹ lên rồi, quả sau kết ngay. Một chiến thắng dễ dàng dành cho Singapore. No, not much point. Yes, it's Gao Ning on the other side, the head coach of the Singapore team. Sống hay chết đây. Sẽ đấu quyết định, sẽ đấu cơ hội duy nhất để gỡ lại của Philippines. Thua set này là thôi. Là về nhì. Không được rồi. Đội sinh giật vào tay rồi. Thế mà vẫn đỡ được, cao quá, chết ngay. Được rồi, bắn thẳng vào người rồi, khó rồi.
những cái quả giật xoáy lên nhẹ như của đôi sinh khiến cho bên Philippines rất khó để mà có bóng để mà cắt hiểm được. Họ cần những quả bóng mạnh để mà có thể đưa bóng trở lại hiểm hơn. Vâng, đội Singapore vào nhịp rồi ạ. Vâng, chào anh Minh. Philippines đang thua rồi anh ơi. Vâng, đội Singapore đã khắc chế được cái lối phòng thủ của đội Philippines rồi. Quá sung rồi. Cánh cửa đang dần khép lại với đội Philippines. Họ không đánh mạo cắt rồi. Ờ, đánh. Khó rồi. Tuân theo chiến thuật. Chào anh Minh, em tên là Long ạ. Yes, Cao Ninh is the number one player in Singapore. He has had defeated many top players in Vietnam. Yeah, very formidable. But now he's a head coach. The Singapore team will even be stronger, but too bad that they lose other teams much. It's 5-3, lead by Singapore. Chưa bỏ cuộc đâu. Vâng, giật hay Misa. Nhưng Misa cần sử dụng cái quả vũ khí giật phải của anh. Chứ đua lối cắt với đội sinh bây giờ họ đã làm quen rồi. Khó để mà ăn điểm được. Quả giật hay quá. Ơ, không vào. Hơi phí một tí cho Misa. Cách biệt vẫn là 2 điểm. 6-4.
No, it's 4-6. Đứng chặn thôi. Hay quá. Vâng, vâng, pha ăn điểm bền bỉ của Philippines. Rồi, lạc tưởng Gonzalez cũng tuổi đã cao thì chúng ta không biết là ông có thể tham dự được mấy kỳ SEA Games nữa. Rồi, hãy thưởng thức khi mà ông vẫn còn đang thi đấu. Yes, Philippines is just like Brazil. Poor countries have the most beautiful women. Pinoy is cute. Come on, Pinoy. Go, Pinoy. Hay lắm, thật mạnh là Hồng Mai, đúng rồi, cắt hiểm, cắt phải thấp hơn đi nữa. Philippines đang dẫn điểm rồi. Tiếc quá, ra quả may mắn rồi. Come on guys, don't fighting. Let's enjoy the match. Go Pinoy, go Philippines. Go Singapore. Let's enjoy the match between the two awesome teams. Một điểm nữa cho Philippines. Yeah, one more point for Philippines. Let's go to the final. Hay quá, Philippines. Ôi ôi hay. Hay quá rồi, Singapore hay quá. Đưa bàn dễ dàng như thế thì là Singapore sẽ đánh chết ngay. Thank you everyone. Are you happy? Yes, Philippines still have a chance to win this game. Can we see the final set? I hope so. Yes, yes! Gonzalez. Yes, I'm happy too. Thank you. Và một điểm nữa cho Philippines rồi. Cố gắng để được xem set chung kết nào. Rất hấp dẫn đây. Hấp dẫn rồi. Yes.
Ôi, phí quá, quả hất tay quá mạnh của Singapore. A lot of people are cheering for Philippines in the stadium. Go! Let's win this set. Cố lên nào Philippines, ăn set này đi. Rất hỏng này. Không, không được. Trời ơi, cắt. Đánh đi, Misa, đánh đi. Cắt vào. Hài lắm, Game point for Philippines. Cả nhà thi đấu đang cổ vũ cho Philippines. Cắt đến chết thì thôi. Hi, I'm from Vietnam, but I'm rooting for Philippines in this match because they are considered the weaker ones, the weaker team, so I'm rooting for them. Oh no, tiếc quá. Hơi tiếc, rồi quả đấy khéo léo một tí thôi, bóng bon là đã có thể ăn được rồi, mới đều rồi, rất căng thẳng rồi. Ông chúng ta hy vọng là đội Philippines sẽ có thể lội ngược dòng như là họ đã làm trong trận trận bán kết. Bền bỉ hơn. Hơi tiếc một chút nhưng mà chúng ta vẫn còn hy vọng. Yes, my heart is pumping so fast. Oh, no! Very powerful hit from Ethan Paul of Singapore. Can't do anything about it. Yes, Philippines is underdog of this competition. Yes. I can't believe they make it to the final. They defeated the Singapore team in the semi-final. Wow! Nó quá đáng tiếc. Vâng, vậy là đội Thái Singapore đã giành chiến thắng và đã vô địch nội dung đôi nam rồi. So yeah, Singapore won this match. They are the champion of the doubles, the men's doubles final. Yeah, Philippines played very well in this match. Yeah, let's cheer for them. Just